Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với buổi live tiếp theo của Phương nha cả nhà. Mở đầu buổi live buổi tối ngày hôm nay thì Phương cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live của Phương có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, ấm áp, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Phương cũng tiếp tục quay sự linh thiêng của ông Địa và ông Thần Tài, ông Thần Tiền. Và cũng như xem tử vi 12 con giáp cho cả nhà mình hàng ngày. Thì cũng như thường ngày thì cuối live thì Phương cũng xin tài xin lộc của ông Địa, ông Thần Tài và ông Thần Tiền ban cho cô chú anh chị mình tham khảo ngày mai là ngày 18 tây nha cả nhà, 18 tây tháng 4 2024. Thì cô chú anh chị mình có xem được cái buổi live của Phương, xem được cái video của Phương thì cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Con chào cô Long Nhi nha, con cảm ơn cô đã like cho con nha. Canh thân ngày mai có lộc nha anh Quang Võ ơi. Bảy mươi mốt thì mai lót 17 đi Đài Tây Ninh nha cô. Còn con 72 thì ngày mai miền Nam không có cầu 72 nha cô. Tuổi Dậu ngày mai mình có lộc luôn nha. Chị Tăng Thị Hồng Thấm tuổi Dậu ngày mai có lộc nha chị. Nhâm Dần ngày mai là mình có lộc luôn nha cô Long Nhi ơi, Nhâm Dần ngày mai có lộc. Chào chị Trần Thị Tiến nha, mai tuổi Tức. Tuổi Tức mà nếu là chị là Bính Tuất là kỵ nha chị, nếu không phải Bính Tuất thì mình có lộc nhỏ nha chị Trần Thị Tiến. Chào anh Sang Nguyễn nha, chào chị Trần Nhi nha. Ất Hợi, tuổi Hợi ngày mai có lộc nha chị Trần Nhi. Em chào chị Lâm Thị Lan nha. Em chào chị Lan Nguyễn. Tuổi Tỵ ngày mai có lộc luôn nha chị Lan Nguyễn ơi. Cảm ơn chị Lâm Thị Lan đã tặng em một like nha. Anh Sang Nguyễn Giáp Tý. Tuổi Tý thì ngày mai mình Giáp Tý mai có lộc nhỏ nha anh Sang Nguyễn. Chào chị Thu Sương, Mậu Ngọ ngày mai mình tuổi Ngọ ngày mai là mình kỵ nha. Nếu có tham khảo lộc thì đi nhỏ thôi nha chị Thu Sương. Chào Thỏ Can nha, cảm ơn anh đã like cho em nha. Chào chị Trần Nhi nha, 48 có cầu đầy nào. Ngày mai miền Nam không có cầu con 48 nha. Nếu mà mình có tham khảo thì lót dùm em con 84 nha. Chào chị Nam Vân, cảm ơn chị Nam Vân rất là nhiều luôn. Chào chị Tiếm Thanh nha. Bính Thìn ngày mai mình kỵ nha chị Tiếm Thanh, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha chị. Con chào cô Sama 10. Chào chị Lê Thị Trang nha. Quý Hợi ngày mai mình có lộc luôn nha chị. Liên Nguyễn Đinh Mùi, tuổi Mùi ngày mai mình có lộc luôn nha chị Liên Nguyễn. 42 70 đầy nào, Thọ Can. Ngày mai đi Đài Tây Ninh, lót 24 đi Đài An Giang giùm em nha. Còn con 70 thì đi Đài An Giang và Đài Bình Thuận. Ok chị Quỳnh Ngọc Tiết Nhi nhận được rồi chị, cảm ơn chị nha. Chào anh Hiếu nha, 79 ngày mai đi Tây Ninh An Giang nha anh Hiếu. Chào chị Văn Nguyễn nha, Giáp Dần ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào chị Lương Lê nha, Bính Ngọ ngày mai mình kỵ nha, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha Lương Lê ơi. Sát Nguyễn Tân Dậu ngày mai mình có lộc luôn. Chào Quỳnh Quốc Hương. 32, 72 thì không có cầu miền Nam nha Quỳnh Quốc Hương, còn 32 thì có cầu nha. Chào chị Nguyễn Triệu Phú nha, tuổi Dần ngày mai mình có lộc. Chào chú Thiệu Lê nha. 23, 95 đài nào.
95 ngày mai đi Bình Thuận. Đài Bình Thuận và Đài Tây Ninh 95. Hai mươi ba thì ngày mai không có cầu của 23, nếu chú có đi 23 lót 32 nha chú. Tân Hợi ngày mai có lọc nha chị Phạm Kiều My ơi. Cô chú anh chị mình vô xem like thì ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Tuổi Tức ngày mai là anh Quỳnh Tuấn Thanh ơi, tuổi Tức nếu mà mình là mậu tức thì ngày mai mình có lọc nhỏ nha. Tuổi Thân ngày mai có lọc nha chị Lâm Thị Lan ơi, tuổi Thân ngày mai có lọc. Chào Xuân Sam, chào chị Trần Như Tiền nha, Quý Hợi ngày mai mình có lọc luôn nha. Cảm ơn chị, chúc mừng chị Nga Nguyễn đã được lọc của ông nha. Chào Sen Hạ Đặng nha, Tân Hợi ngày mai mình có lọc luôn nha. Bính Thìn ngày mai mình kỵ nha chị Quỳnh Chi, có tham khảo lọc đi nhỏ thôi nha chị. Chào chị Liễu Nguyễn nha, Đinh Tị ngày mai mình có lọc luôn nha. Tuyết Trần, cảm ơn chị Tuyết Trần rất là nhiều đã like cho em nha. Chào Ly Nhật, 78 79 đi đài Tây Ninh và đài An Giang dùm em nha. Tím Thanh ok chị Tím Thanh nha. 32 có cầu Tây Ninh An Giang nha chị Quỳnh Chi. Tuyết Trần tuổi Mão, tuổi Mão ngày mai có lọc nhỏ nha chị Tuyết Trần ơi. Tuổi Mùi ngày mai có lọc luôn nha Tuấn Anh ơi. Đinh Tị ngày mai có lọc nha Lợi Vân. Bình An, Mậu Thân ngày mai mình có lọc luôn nha chị Bình An ơi. Tuổi Thân ngày mai có lọc nha HG ơi. Khánh Hua, chào Khánh Hua nha. Kỷ Tị ngày mai có lọc nha Khánh Hua ơi. An Hoài, 52 An Giang. Năm mươi hai ngày mai đi ba đài giùm em nha anh, con 52. Cảm ơn anh Nam Vân, chị Nam Vân rất là nhiều, cảm ơn chị. Chào chị Liễu Nguyễn nha, mai 11 miền Nam có cầu không? Mười một ngày mai phải đi ba đài giùm em nha chị. Đinh Mão ngày mai có lọc nhỏ nha chị Hoa Sen Trắng ơi. Chào anh Công Vũ nha. Chào chị Thị Trâm Kỷ Mùi ngày mai mình có lọc luôn. Anh Tấn Phạm vào và like cho em liền, cảm ơn anh Tấn Phạm. Chào Tinh Đinh nha. Chào cô Tinh Đinh, 8998 có cầu không? Ngày mai cô đi hai con đó ba đài nha cô. Ngày mai cô đi hai con đó ba đài nha cô Tinh Đinh. 89 mai đài nào? 89 ngày mai đi ba đài nha chị Bình An. Liên Nguyễn, 91 65 đi đài nào? 91 65. 91 thì mai đi Bình Thuận nha chị. 91 đi Bình Thuận và An Giang. Còn 65 đi An Giang Tây Ninh nha. Chào chị Sen Hạ Đặng nha, chào Tấn Phạm Kỷ Hợi ngày mai mình có lọc luôn nha. Chào chị Trần Nhi nha, Ất Hợi ngày mai mình có lọc luôn nha. 84 có cầu đi An Giang Tây Ninh nha chị Trần Nhi. Quỳnh Tuấn Quý Mùi ngày mai mình có lọc luôn. Thái Hòa Ất Mão ngày mai có lọc nhỏ nha. Thái Thị Mộng Linh, Dần, tuổi Dần ngày mai có lọc nha chị Thái Thị Mộng Linh ơi. Chào anh Hiếu Lê nha, tuổi Dần ngày mai có lọc nha anh. Ok chị Trần Thu Hồng. Chào Tấn Nguyễn nha, 87 nay không có. Đúng rồi, 87 gãy, ngày mai lót 87 lại giùm em nha. Con 87 ngày mai, hôm nay gãy là ngày mai nó sẽ về. Cô chú anh chị mình ngày mai lót con 87 miền Nam lại cho Phương nha.
Nhâm dần ngày mai mình có lộc luôn nha. Nhâm dần ngày mai có lộc. Nhâm dần ngày mai có lộc. Anh Cao Nguyễn, nhâm dần ngày mai có lộc nha. Kỷ Tỵ ngày mai mình có lộc luôn nha. Chị Quỳnh Thảo Mai ơi, Quỳnh Thị Thảo Mai. 68 cầu nào em Tấn Phạm 68. 68 lót 86 đi Tây Ninh An Giang giùm em nha. Tân Hợi ngày mai có lộc luôn nha, anh Tuấn Minh đây. Chào chị Trần Thu Hồng nha, Kỷ Dậu ngày mai có lộc luôn nha chị. Trương Thanh Tùng, chào anh Trương Thanh Tùng, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Canh Tuất mai có lộc không? Canh Tuất ngày mai mình có lộc nhỏ nha. Canh Tuất ngày mai có lộc nhỏ nha anh Mai ơi. Chào chị Loan Thị nha. 8778 cầu không bạn, cảm ơn. Ngày mai là 8778 ngon á. Ngày mai 8778 có cầu miền Nam. Bữa nay là ông Địa cho gãy thì mời cô chú anh chị mình lấy cái cặp 8778 đi lại cho Phương nha. Bảy chân Tân Sửu ngày mai mình có lọc luôn nha bảy chân ơi. Cho cặp lọc ngẫu nhiên hả? Để tí xíu đi anh. Bính Dần ngày mai có lọc nha anh Hải Nguyễn ơi. Bính Dần ngày mai có lọc nha anh. Quỳnh Thị Đẹp. Quý Sửu ngày mai có lọc nha chị Quỳnh Thị Đẹp ơi. 87 đi Tây Ninh An Giang đẹp nhất nha chị Tiết Trần. Hiếu Lê tuổi Dần ngày mai có lộc luôn nha. Sang Nguyễn 17-71 ngày mai có cầu. Nếu mà đi một cặp thì ok nha anh Sang Nguyễn. Chào chị Thị Ngọc Yến Lương nha. Canh Tuất ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Thị Ngọc Yến Lương ơi. Hiền Võ Nhâm Tuất ngày mai. Nhâm Tuất ngày mai mình có lộc luôn. Nhâm Tuất ngày mai có lộc nhỏ nha. Mai 17-71 miền Nam có cầu nha chị Liễu Nguyễn. Bữa nay chị mua hai đài nó ra đài thứ ba hả? Uổng gì chị? Thôi lỡ có một đài mình tham khảo luôn đi chị. Nữa mình đi ba đài đi chị cho nó chắc chị. Mà cũng chưa chắc nữa. Nhiều khi không có nữa. Bảy chân 42 mai có cầu nha bảy chân ơi. Anh Khải Nguyễn ơi Mậu Tuất ngày mai là mình có lọc nhỏ nha. Đừng có bình luận số nha. 34 ngày mai mạnh đài nào chị qua sen trắng. 34 ngày mai đi Tây Ninh nha chị, Tây Ninh An Giang nha. Đông Tuyết Nhâm Tuất ngày mai mình Nhâm Tuất ngày mai có lọc nhỏ chị Đông Tuyết ơi. Chào Hiếu Lê, đừng có bình luận số nha anh Hiếu Lê ơi. Chị Phạm Kiều My 79-97. Con 97 thì 7997 thì đi giùm em đài Tây Ninh và An Giang nha chị. Mậu Ngọ ngày mai mình có lọc luôn nha anh Linh Trần ơi. Mậu Ngọ ngày mai quên. Mậu Ngọ ngày mai mình kỵ nha. Nếu mà tham khảo lọc đi nhỏ thôi nha anh Linh Trần. Kỵ là không tốt đó anh. Chào chị Nguyễn Thị Đông nha, tuổi Dậu ngày mai có lọc luôn. Chị like cho em rồi, cảm ơn chị Thích Việt rất là nhiều. Chị like cho em rồi, cảm ơn chị Trần Thu Hồng nha. Mậu Thân ngày mai là mình có lọc luôn nha anh Việt anh ơi. Mậu Thân ngày mai có lọc nha. Trung Lam, anh chào anh Đinh Mùi. Đinh Mùi ngày mai mình có lọc luôn nha anh Trung Lam ơi. Chị Loan Nguyễn, đừng bình luận số chị Loan Nguyễn ơi. Có gì ghi bằng chữ viết nha. Dương Gia không là sao anh Dương Gia? Thua nữa à hả? Trinh Hoàng Ất Tỵ ngày mai mình có lộc nha. Ất Tỵ ngày mai có lộc. Tuấn anh Tuấn Quỳnh ngày mai Kỷ Dậu, Kỷ Dậu Tân Hợi ngày mai Kỷ Dậu Tân Hợi có lộc nha anh Tuấn Quỳnh ơi. 78 84 mai đài nào Khải Nguyễn. 84 thì ngày mai đi An Giang Tây Ninh, còn 70 thì đi An Giang. Ô. Còn 84 thì đi An Giang Bình Thuận, còn 70 thì đi An Giang và Tây Ninh nha.
Chào chị Tiết Trần nha. 92 và 43 đài nào đẹp? Con 92 lót 29 đi Tây Ninh và An Giang. Còn con 43 thì lót con 34 lại nha. 43 lót 34 đi Tây Ninh An Giang luôn. Hai con đó là đi Tây Ninh An Giang giùm em nha. Nhưng mà lót hai con đảo lại giùm em nha. Chào điện thoại nha, chào anh điện thoại nha. Cao Nguyễn 78 đài An Giang. 78 thì đốt 78 thì đi giùm em đài Tây Ninh nha. Lót 87 đi An Giang, 7887 đi An Giang và Tây Ninh. Nhang đốt thơm lắm anh, em đốt hai nụ. Ok chị qua sang trắng nha. Nhang thơm mà chứ Phương đâu có giới thiệu tầm 7 được. Ngày mai đi lại 87 được nha. Ngày mai 8778 đi lại miền Nam cho Phương nha. Cặp đó ngày mai là ngon đó, nó thuận với đài An Giang Tây Ninh lắm á. Dương Thị Mai Bính Thìn ngày mai kỵ nghe chị Dương Thị Mai, có tham khảo lọc đi nhỏ thôi. Chị Yến Nguyễn ắt sủ ngày mai mình có lọc luôn nha. Việt Anh Tây Ninh An Giang 40 có cầu không? Tây Ninh An Giang có cầu nha anh Việt Anh. Chào chị Xuân Quách nha. Ất Mão ngày mai mình có lọc luôn nha chị Xuân Quách. Mà lọc nhỏ thôi nha chị. Thôi để đi nữa em kép đá cho. Nguyễn Ngọc Thủy. Kỷ Mùi ngày mai mình có lọc nha chị Nguyễn Ngọc Thủy. 32 ngày mai có cầu nha anh Hải Nguyễn ơi. Anh Mai Canh Tuất, tuổi Tuất ngày mai là mình có lọc nhỏ nha anh Mai ơi. Qua Nguyễn Quý Sửu ngày mai mình có lọc luôn nha. Điện thoại Canh Ngọ, tuổi Ngọ ngày mai mình kỵ nha anh điện thoại ơi. Nếu có tham khảo lọc thì mình đi nhỏ thôi nha. Chào chị Đỗ Hiền nha. Ất Sửu ngày mai có lọc luôn nha chị. Như Quyển, Đinh Tị ngày mai có lọc luôn nha. Ất Sửu ngày mai có lọc nha. Bé con Quỳnh ơi. Nhâm Tý bình giỏ, Nhâm Tý ngày mai nếu mà Nhâm Tý thì mình có lọc trung bình nha. Vũ Nguyễn Chí Quý Sửu ngày mai mình có lọc luôn nha anh ơi. Nhâm Tý ngày mai có lọc nha chị Giàu Anh. Cô Ba Tài Lộc mai 79 có cầu nha cô Ba Tài Lộc ơi. 70 84 nãy em nói rồi mà anh Khải Nguyễn anh không nghe sao? Em tư vấn chút nữa anh tua lại video anh nghe dọa giùm em nha. Chào chị Lê Thị Hiền nha. Mậu Thân ngày mai mình có lọc luôn nha chị Lê Thị Hiền. Cô chú anh chị mình vô xem like thì cũng ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. 59-24 đài An Giang được không chị Đỗ Hiền? Con 59 thì đài An Giang, nếu chị đi An Giang con 59 á thì 59 thì 59 thì có cầu nhưng mà nó thôi bây giờ vậy nè, chị đi giùm em cái đài Tây Ninh nữa đi. Tây Ninh An Giang 59-42 nha. Tám mươi chín có cầu nha chị, đi ba đài giùm em nha chị Trần Phước Kiều ơi. Mậu Thìn ngày mai bé ngoan, Mậu Thìn ngày mai mình có lọc nhỏ nha chị bé ngoan ơi. Đinh Mão ngày mai có lọc nhỏ luôn nha chị Phượng Kim. Bích Ngà Quý Dậu ngày mai có lọc nha. Mỗi ngày có thùng mì gói là ngon rồi. Ok chị. Miền Nam mai có cầu 68 không? 68 thì ngày mai có cầu đi ba đài giùm em nha Quỳnh Vân Giới ơi. Ngày mai con 57 Tây Ninh. Minh Nhật Trần 57. Ngày mai mình không có cầu 57 miền Nam. Nếu có đi thì mình lót lại con 75. Ất Tỵ ngày mai có lọc nha cô Úc Nguyễn ơi.
85 85 58, mai có cầu nghe anh Sang Nguyễn. Con chào cô Cội Danh nha, ất mùi ngày mai có lộc luôn nha cô. Chào chị Hiền Phan nha, chào chị Phạm Thị Thu. Canh Tuất, Canh Tuất ngày mai có lộc nhỏ nha chị Phạm Thị Thu ơi. Chào anh Đạt Cute nha. Tuổi Ngọ ngày mai mình kỵ nha, anh Đạt Cute có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha. Tuổi Ngọ cũng kỵ nha chị Liên Nguyễn ơi, nếu mà có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. 39 93 anh Hải Nguyễn. Con 9, con 39 thì có cầu nha, 93 không có cầu. Chín mươi tám tám mươi sáu đi đài nào được chị Nguyễn Ngọc Thủy. Con 98 này đi ba đài giùm em đi chị, còn 86 đi Tây Ninh An Giang nha. Mậu Thìn ngày mai mình có lộc nhỏ chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ơi. Nguyễn Tấn Vũ, Nhâm Tuất, Nhâm Tuất có lộc nhỏ nha chị. Anh Nguyễn Tấn Vũ, Nhâm Tuất có lộc nhỏ nha. Huyền Phan, Quý Sửu ngày mai có lộc luôn nha. Tuyết Trần kép cho chị cặp đá nha em. Số 12 miền Nam có cầu nha chị Nguyễn Thị Kim Tuyến. Cô chú anh chị mình đừng bình luận số nha cả nhà. Chào chị Thành Thị Nguyễn nha. Mậu Thân ngày mai có lộc nha chị. Tuổi Thân ngày mai hợp với ngày gì ngày Tý nha chị. 95 59 ngày mai đi đài nào? Bây giờ 95 59 chị đi cho em hai đài Tây Ninh và An Giang nha chị, 95 59. Nhâm Tý ngày mai mình có lộc nha. Hồ Thanh Việt ơi. Nhâm Tý ngày mai có lộc nha chị Giàu Anh. Hải Nguyễn. Hôm nay như anh nhận được nhang rồi, đúng rồi, đúng không anh Hải? Thí Bùi Ất Tỵ ngày mai mình có lộc luôn nha. Mai Võ, Mai Võ Kỷ Mùi, Kỷ Mùi mai có lộc nha chị Mai Võ. 63 miền Nam anh Tâm Phạm. Sáu mươi ba miền Nam ngày mai có cầu của 63. Tám mươi chín chín tám đi ba đại con đi về ba ơi. Chào anh, chào chị, chào anh Trần Văn Diễm nha. Cho chú hỏi tuổi Tý hả? Tuổi Tý, nếu tuổi Tý thì có lộc nhỏ chú ơi. Kỷ Hợi ngày mai mình có lộc luôn nha chị Tiên Trần ơi. Tân Hợi ngày mai có lộc nha dì ba ơi. Canh Thân ngày mai có lộc luôn nha Trần Nhân Hùng ơi. 78 87 ngày mai đi An Giang và Tây Ninh giùm em nha. Tân Mùi ngày mai có lộc nha chị bé con Quỳnh ơi. Lê Thị Cẩm Dân, Tân Mùi ngày mai có lộc luôn nha chị. Lê Minh Quân, Tân Hợi ngày mai có lộc luôn nha chị, anh Lê Minh Quân ơi. Ok anh Hải Nguyễn nha. Cái lư á em gửi sau, chắc ngày mai mốt gì tới đó. Em gửi rồi, em gửi ngày hôm nay rồi. Trung Lâm 68 ngày mai có cầu không Phương? 68 ngày mai có cầu đi ba đài giùm em nha. 59 đài nào mạnh? 59 đi An Giang Tây Ninh nha chị qua Sơn Trấn. Cô chú anh chị mình đừng có bình luận số cả nhà ơi, có hỏi gì bình luận bằng chữ viết giùm em nha. Chào Xuân Trương, chào cô Xuân Trương nha. Tuổi Dần ngày mai có lộc luôn nha cô ơi. Chào chị Trần Hồng Thu, mai 77 11 được không em? 77 11 77 11 11 thì có cầu nha chị, 77 có cầu yếu. Nhưng mà hai con đó chị đi cũng được. Tuổi gì vậy nãy Nguyễn em quên nè.
Cả nhà mình có vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà. Tuổi Thân ngày mai có lộc nha Linh Lê ơi. 6776 An Giang. Con 76 thì cô đi dùm con An Giang và Bình Thuận nha cô, còn 67 Tây Ninh và An Giang. Dì Ba. Tuổi Ngọ ngày mai Thanh Võ, tuổi Ngọ mai kỵ nha anh, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Like cho em rồi cảm ơn Thanh Kiểu Nguyễn rất là nhiều, bính dần ha anh. Tuổi dần thì ngày mai lộc cũng nhỏ thôi anh chứ không lớn đâu. Ngày mai là tuổi cái tuổi ngày mai hạp là tuổi nhất là tuổi Thân và tuổi Thìn nha, hai tuổi này là hạp nhất. Giáp Thìn ngày mai có lộc nha chị Trần Ngọc Thi ơi. Zalo em không cho nha chị, anh Trần Văn Diễm ơi, Zalo Zalo không cho. Canh Tý ngày mai mình có lộc nhỏ nha, Canh Tý ngày mai có lộc nhỏ nha chị Thịt Kim. 24 mai có cầu miền Nam Ninh Giang Võ ơi. Te Tu Quý Mão có lộc không chú Phương? Quý Mão có lộc, ngày mai Quý Mão có lộc nhỏ nha. Cô chú anh chị mình vô xem like thì cũng cho Phương xin một like như cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà ơi. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Thì giờ cũng cho phép Phương xin giới thiệu cái sản phẩm Phương bán tí xíu cả nhà. Thì kính thưa cô chú anh chị, trên kênh của Phương thì Phương cũng có bán cái nhang trầm hương nụ như cả nhà. Nhang trầm hương nụ. Hai nhìn đi đài nào là cái gì vậy chị Lý Hải? Đây Phương bán có bán nhang hương nhang nha cả nhà, cái này là nhang nha. Nhưng mà cái nó là trầm hương nụ. Nhang cái mùi nó trầm. Cái mùi rất là dễ chịu như cả nhà. Thì nhang này là Phương bán một hũ như vậy là 100.000. Làm trong cái hũ này là có 30 viên. Đây một viên như vậy là Phương để lên cho cả nhà mình thấy nha. Tuổi Thân ngày mai có lộc nha Trung Nguyễn ơi. Đó, một nụ nó sẽ là như vậy nha cả nhà. Đó. Alo. Dạ. Cô tên gì cô? Mà cô tên gì cô nói lại, con nhiều đơn lắm con không có nhớ. Trương Quốc Việt ha. À, rồi con biết rồi. Xíu con xuống lại. Dạ. 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 Cái lư 150 chị, cái lư 150.000. Đây một cái nụ nhang như vậy là một nụ nha cả nhà, nhưng mà trong cái hũ này là có 30 viên như vậy nha. Trong cái hũ này là có 30 viên. 09 ngày mai có cầu nha anh Trung Nguyễn ơi. 40 đi An Giang Tây Ninh nha.
Tuổi Ngọ mai không có tốt nha anh Vũ Thình ơi, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi anh. 38, 38 à. 38 đi ba đài nha chị Thạch Kim ơi. 78 à, 78 lót 87, 78 lót 87 chị Thị Trâm đi Tây Ninh An Giang giùm em nha. Không phải chị, nó cũng vậy à. Tại em đưa sát cái màn hình đó chị Thành Thị Nguyễn rồi, thành ra nó mình nói dài vậy thôi chứ. Mà cũng tùy theo nụ chị ơi. Tại người ta làm bằng tay á, cho nên nó là có khi mà làm ra không có đều, có nụ dài nụ ngắn nữa. Nó chào anh Đặng Nam nha, có khi nụ dài nụ ngắn cho nên nó không có đều tay, tại người ta làm thủ công mà. Rồi thì một nụ như vậy là một một hũ như vậy là có 30 viên như vậy nha cả nhà. 30 viên như vậy thì giá Phương bán là 100.000 một hộp, 100.000 một hộp. Còn cái lư thì 150, cái đồ đốt á là 150.000 một cái. Cái đồ mà mình để xong á cả nhà, mình đốt á là 150 nha. Đây là 150.000 cái lư nha cả nhà. Đó. Mình về mình mua về thì nó là như vậy đây. Ở trong đây nó sẽ có cái miếng chống cháy nha cả nhà. Đó. Mình lật cả nhà, lật lại cái bề này nè. Rồi mình đặt cái mình lấy cái viên mới nãy á, mình lấy cái nụ trầm mới nãy đó mình để vô đây. Mình dựng đứng nó lên thì nó sẽ có một cái đầu bằng và một đầu nhọn. Cô chú anh chị mình dựng cái đầu bằng. Dựng đầu bằng xuống đây thì cô chú anh chị mình đốt cái đầu nhọn này nó rồi đậy nắp lại. Là khói tự nhiên cái nó tỏ ra đây nha, nó tỏ ra theo cái kẻ này. Nó là xong. Mình có thể để ngay tại bàn thờ ông thần tạng thú địa đốt cũng được nha cả nhà. Để bàn thờ của quyền hất tổ ông bà đốt cũng được, để bàn thờ Phật đốt cũng được. Nói chung là có thờ là mình có đốt được, mình không thờ cúng mình cũng vẫn đốt được luôn nha cả nhà. Không thờ cúng mình vẫn đốt được luôn, để mình đốt để mình ngửi cả nhà. Ví dụ mình đang uống cà phê, uống nước trà nè, hoặc là mình ngủ nè, mình đốt để cho thơm nè. Dễ chịu lắm cả nhà, mùi thơm dễ chịu lắm. Nó có công dụng, nó cũng có thể là giúp cho cô chú anh chị mình xả chết được nha. Mình gửi đây xả chết nè, rồi có thể là trừ tà được luôn, xua đuổi cái vận khí xui xẻo trong nhà của mình ra, đón cái may mắn tài lộc rồi vô nha cả nhà. Mình đốt thường thường tốt lắm nha cả nhà, chứ cô chú anh chị mình đốt mà ngày đốt ngày nghỉ là nó không có hiệu quả nha. Ngày nào mình đốt, ngày nào cũng đốt 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 hoài vậy đó thì từ từ lâu ngày cái linh khí nó sẽ tích tụ vô, nó tụ lại. Giống như cô chú anh chị mình đang thờ cúng đó, mình mới lập bàn thờ đâu có linh đâu, từ từ mình thắp nhang vô đó nhiều ngày thì cái linh khí nó sẽ tích tụ vô cái bàn thờ đó. Nó thì nhang cũng vậy, nói chung là có tin tưởng là có linh đó cả nhà, thì nói chung vậy đi. Rồi một hũ vậy là Phương bán với giá 100.000, phí ship Phương bao cho cả nhà mình luôn. Còn cái lư xong á thì 100.000 150.000 một cái. Còn cái nhang á thì 100.000. Còn cái lư xong là 150. Phí ship thì Phương bao cho cả nhà mình luôn nha. Nhâm Tý ngày mai có lộc nha anh Đỗ Thanh Hải ơi, chào Sương Anh nha, chào chị Ngọc Phan, chào chị Dung Lê. Chào chị Nguyễn Thu Trang nghe Đinh Tị ngày mai có lộc nha chị. 89 ngày mai đi ba đài em với Dung Lê. Chị đặt một hộp nhang 3 ngày rồi gọi chị Chư Phương, gửi chị Chư Phương. Chắc hôm nay hoặc là ngày mai gửi đó chị. Tại ba nếu mà 3 ngày là tới rồi đó. Chắc có thể ngày mai á, là shipper nó gọi cho chị á. Thì mình cứ canh điện thoại đi. 77 ngày mai lót 11 giùm em chị Ngọc Quỳnh. Quý Sửu ngày mai có lộc cho chị Mai Ban ơi. Sương Anh Bính Tý, tuổi Tý, Bính Tý. Bính Tý ngày mai có lộc nhỏ nha Sương Anh ơi.
Quý Sửu ngày mai có lọc nha anh Tuấn Trần ơi, Kỷ Mùi ngày mai mình có lọc luôn nha anh Long Điền dấu yêu. Minh Hoàng 66, Tây Ninh. Tây Ninh 66. Tây Ninh ngày mai không có 66 nha anh. Quý Hợi ngày mai có lọc luôn nha chị Trinh Mai Tiết ơi. 13 An Giang có không, Đỗ Thanh Hải. Mười ba ngày mai đi ba đài giùm em đi nhanh đây. 13 ngày mai là cầu hơi yếu. Kỷ Dậu ngày mai có lọc luôn nha chị Trần Mỹ Tiên ơi. À, chào Đây Hồ nha, cảm ơn Đây Hồ đã like cho em. Em không có xem tư vấn cho mình được cái đầu cái đuôi nghe chị Mang Phan. Trong lô thì còn được nha. Đúng rồi. Không, nó đi miền Nam từ Nam ra Bắc luôn. 4774 này đi miền Nam từ Nam ra Bắc luôn. 11 An Giang có nha chị Gương Võ. Nhưng mà lót Tây Ninh giùm em nha. 48 lót 84 nha anh Hải Nguyễn ơi. Đi An Giang anh. Ba mươi ba lăm năm ba ha, 3553 đi Tây Ninh An Giang có cầu nha, 3553. Bảy sáu có cầu ngày mai. Tám bảy đi anh Toàn Trần đừng có bình luận số nha. Đi An Giang Tây Ninh nha. 70 đi An Giang Tây Ninh nha Cam Khác ơi. Đinh Tị ngày mai có lọc nha Lê anh Thắng Lê Đinh ơi. 56 đi An Giang nha Khang Khang. 92 Tây Ninh An Giang có cầu nha anh Long Điền Vũ Yêu ơi. Tây Ninh An Giang nha. Con 72 không có cầu Lý Nguyễn ơi. 32 thì có cầu nha. Sao 7 phải lót 76 nha Thương Anh. Kỷ Dậu ngày mai có lọc luôn nha anh Đặng Kim ơi. Giáp Thìn ngày mai có lọc nhỏ. Giáp Thìn mai có lọc nhỏ chị Thu Đặng, Thu Phạm. Ngày mai ngày vía ông thần tài đó, cô chú anh chị nào có thờ cúng ông thần tài ông thủ địa nhà cả nhà, ngày mai ngày vía của ông đó cô chú anh chị mình cúng đi. Rồi ví dụ trong nhà thì mình cúng đơn giản thôi, mai mua trong ai có đồng ngân thì mình tùy theo cái đồng ngân gia cảnh của cô chú anh chị mình để mua cái lễ vật cúng trong. Hoặc là nhà cô chú anh chị mình không có đồng ngân nhiều thì có thể mình dọn dẹp sạch sẽ cho ông, tắm cụ cho các ông là được rồi. Rồi thắp nhang lên, tắm xong rồi thắp gót nước cho ông, rồi thắp năm cây nhang lên cho ông được rồi. Cũng ngày vía của ông. Còn nhà của chú anh chị nào mình có điều kiện thì mình mua bộ một dĩa tam sơn cúng cho ông cũng được, với tiền vàng bạc muối gạo. Phương ngày mai cũng cúng nữa nè.
Giáp Thìn mai có lộc nhỏ chị Thu Ti ơi. Ất Tỵ mai có lộc nha chị Lan Lê. Nhâm Thân ngày mai có lộc luôn Trần Tú ơi. Hai nhìn nhìn hai được đi đài nào, hai hai nhìn nhìn hai đi đài nào là sao chị Lý Hải, em không hiểu chị. Cảm ơn chị Phương Mỹ rất là nhiều nha. 42 ngày mai lót 24 nha chị Ngọc Hồng ơi. 65 lót 56 đi đài An Giang Tây Ninh nha anh Khang Khang. Tặng em, tặng anh, tặng em ruột một like. Cảm ơn anh Nhật Đặng Thanh rất là nhiều nha. Ngày mai là ngày vía thần tài phải không bạn? Đúng rồi anh Long Điền dấu yêu, ngày mai là ngày vía ông thần tài nha. Được 39 ngày mai ok nha Thi Tấn, nhưng mà mình đừng bình luận số nha anh ơi. Có gì cứ hỏi em là viết bằng chữ viết giùm em nha. 3979 nè. Mai cô chú anh chị mình ngày vía của ông đó, 3979. Thần tài. Cô chú anh chị mình ghép tá đi. Nếu vậy ngày vía ông thần tài mời cô Phương tặng cho cả nhà mình luôn, cô chú anh chị mình ghép đá nhau đi. 3979 với con 87 đó, bữa nay ông cho gãy con 87 từ Nam ra Bắc. Thì ngày mai cô chú anh chị mình ghép vô đá đi. 39 79 với con 87. Tham khảo lọc đá đi. Rồi bây giờ Phương thắp nhang cho các ông cả nhà. Ngày mai thì ngày vía của ông, ngày mai Phương cũng cúng nè. Lót An Giang đi Thanh Dũng, à, anh Long Điền ơi. Đi hai đài đó đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông Địa, ông thần tài, ông thần tiền ông ơi. Ông cũng soi xét cái hũ sâm con trình lên cho ba ông soi xét đó. Thì con cũng xin ông Địa, ông thần tài, ông thần tiền ban cho con một cái cây sâm, một lọc sâm, một cặp tài cặp lọc ngày mai. Ngày mai miền Nam nhau. Con xin miền Nam. Ngày mai miền Nam thì có ba đài. Ngày mai là ngày thứ năm, có ba đài, đài An Giang, đài Tây Ninh và đài Bình Thuận. Thì ông Địa, ông thần tài và ông thần tiền cũng soi xét đi ông ơi. Ngày mai tài lộc nào về gực gỡ, sâm nào về gực gỡ, về nhiều thì ông ban cho con xin cái sâm đó nha. Ngày mai là ngày mùng 10 tháng 3 2024, năm Giáp Thìn đó ông ơi. Thì ông cũng ban cho con xin tài lộc cho ngày mai nha. Miền Nam, đài An Giang, đài Tây Ninh và đài Bình Thuận cho phép con xin là xin một cây sâm, một cặp tài cặp lộc nhau miền Nam. Nam mô A Di Đà Phật. 17-71 được chị Xíu Nguyễn. Quý Mão mai có lọc nhỏ chị Nguyễn Hi Nhung ơi. Like cho Phương gọi cảm ơn Thanh Minh rất là nhiều. Kỷ Hội mai có lọc nha chị Mỹ Phạm ơi. Chào chị Nguyễn Thị Hương nha. Quý Hội mai có lọc nha chị. 86 có cầu nha chị. Kỷ Dậu ngày mai mình có lộc luôn nha chị Ngọc Nguyễn ơi. Tuổi Ngọ ngày mai là không có tốt nha Đây Hồ ơi, tại vì tuổi Ngọ ngày mai kỵ, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi.
Chào Quy Mai nha. Chào Liên Vũ. Chào chị Thương Ngọc, chào cô Thương Ngọc nha. Mậu Tuất ngày mai có lộc nhỏ nha cô Thương Ngọc ơi. 1855. Thì đi ti 18 thì lót con 81 nha cô. Tây Ninh An Giang, còn ta còn 55 thì đi ba đài giùm con. Canh Tuất ngày mai có lộc nhỏ nha chị Liên Vũ ơi, trang to giáp dần ngày mai có lộc luôn. Chào Nam Kim Văn Mi nha, ất sửu ngày mai mình có lộc luôn, tặng cho em một like, cảm ơn chị Xí Nguyễn rất là nhiều. Anh Mobi Chung đừng bình luận số nha. Tuổi Tức thì ngày mai nếu bính Tức thì kỵ nha, còn Canh Tức, Mậu Tức hay là cái gì Tức thì mình có lộc nhỏ nha. Chào chị Nguyễn Thị Như Ý nha, chào anh Thắng Lê Đinh nha, Lê Đinh. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cô mới like cho con gọi Phương, cảm ơn cô Lê Thị Quyên. Chào Phạm Thị Hằng, chào chị tuổi ngọ ngày mai kỵ chị ơi, không đi không có tốt nha, đi lộc thì đi nhỏ thôi. Quý mai tuổi Tức nếu mà bính Tức thì kỵ nha, còn những cái Tức khác á, thì mình có lộc nhỏ. 7887 ngày nay thua sạp mặt ba miền luôn em ơi, ngày mai đi lại nha chị Thị Trâm. Ngày mai cặp đó đi lại giùm em nha, đừng có bỏ. Hôm nay có thể ông địa ông không cho về đâu chị, có sự cố cho nên ông mới bẻ, ông không cho về đó. Không phải mà đương không mà cái cặp tài cặp lộc đó gãy không, cặp đó là đẹp bữa nay lắm đó, mà Phương sinh hai chỗ trùng đó, nhưng mà lý do hôm nay chắc có vấn đề sự cố đó, cho nên Phương không có tiện nói trên này. Nhưng mà có vấn đề sự cố đó, ông mới bẻ gãy đó. Cảm ơn chị Đặng Thị Trang rất nhiều đã like cho em. Ngày mai quý tỷ có lộc luôn nha chị Nguyễn Xuân Thảo ơi, 42 lót 24 đi Tây Ninh An Giang nha chị Family. Trương Quốc Khên ngày nào cũng like cho em hết, cảm ơn Trương Quốc Khên rất là nhiều. Tuổi Dậu ngày mai có lộc nha chị Yến Phạm ơi, chào anh Trần Thanh Toàn nha. Kỷ Dậu ngày mai có lộc luôn nha chị Nguyễn Thị Như Ý. Đặng Thị Trang Tây Ninh 6887 Tây Ninh An Giang nha chị Đặng Thị Trang. Nhâm Dần ngày mai có lộc nha chị Dung Trang ơi. Tiên Nguyễn Đinh Tị ngày mai có lộc luôn nha. Mậu Tức tuổi Tức ngày mai là mình có lộc nhỏ nha, Mậu Tức có lộc nhỏ nha Thương Ngọc ơi. 54 18 18 thì lót giùm em con 81 nha, đi Tây Ninh An Giang. 54 thì đi Tây Ninh và Đài Bình Thuận. Chào chị Phan Thị Đặng nha, Đặng Thị Phan, Phan Thị Đặng. 29 hả chị? Trời ơi nãy giờ 29 mà em đọc cái gì đâu. Chị ghi không, em không có hiểu. 29 thì lót 92 đi Tây Ninh An Giang như chị Lý Hải. Tuổi ngọ ngày mai là kỵ nha anh Trần Thanh Toàn ơi, tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha. Cả nhà mình vô xem like thì cũng ủng hộ cho Phương xin một like cả nhà. 11 đi Tây Ninh An Giang, 87 mai An Giang được không? 87 lót Tây Ninh giùm em nữa chị Bình An. 87, 78 ngày mai đi Tây Ninh An Giang nha. Tám bảy lót 78 đi Gamin. Chị like cho em rồi, cảm ơn chị Thanh Nguyên My rất là nhiều nha. 62 đi đài nào vậy? 62 ngày mai lót 26 đi Tây Ninh và An Giang và Bình Thuận nha. 62, 26 ngày mai đi An Giang và Bình Thuận giùm em nha. 38 Tây Ninh mạnh tay được không? Trời ơi, cơm gạo thôi chú ơi. 38 chú đi ba đài đi chú, con tư vấn vậy thôi, thì tùy chú, thì chú muốn tham khảo sau thì đó là tùy chú.
Có chị, có nghe chị thì chăm. Muối gạo đầy đủ, một chị để chung muối gạo cũng được, mà không ấy chị để riêng cũng được, một dĩa muối, một dĩa gạo. Rồi xong chị cúng xong chị đừng có bỏ cái muối gạo đó nha. Lấy cái muối gạo đó để vô ba cái chung. Một chung muối, một chung gạo và một chung nước. Để phía sau, để ở trong ông địa ông thần tài ông thần tiền đây nè. Làm giống như em nè, em có để nè. Đây để em cho cô chú anh chị mình thấy nè, đó. Đây em có để ba cái chung nè, một chung gạo, một chung muối và một chung nước nha. Là ba cái chung đó đó là em Phương để là từ lúc mà vía của ông gầm tháng giêng, cái đầu năm á, cái ngày vía lớn của ông đó, là thỉnh cái lọc đó để tới bây giờ luôn đó, là để cuối năm cái mình thay luôn. Nhưng mà cô chú anh chị mình chưa có làm thì cô chú anh chị mình sẵn cái dịp mùng 10 nè, mình cúng đi rồi mình để một dĩa muối gạo, xong rồi mình để vô cái hũ á, một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước. Giấy tiền đàng hoàng, giấy tiền vàng bạc nè, rồi thuốc hút nè, cà phê, rồi trái cây, ví dụ tùy theo hoàn cảnh của cô chú anh chị mình để mà mình cúng kiến thôi, có thể tiết chế gia giảm thì tùy, liệu cơm gấp mắm. Con mời ông địa thuốc với con địa. Nhưng mà nhớ là ta là ngày vía của ông là phải tắm rượu cho ông nha cả nhà. Tắm rượu cho ông rồi lau khô rồi mới để vô vệ sinh cái ngôi da của ông luôn. Rồi cửa rượu hết. Lau rượu hết. Con mời ông thần tiền tốt cho con mời. Con mời ông thần tài hút thuốc con mời. Thì cũng Phương cũng xin giới thiệu cái nhang một chút xíu nữa rồi bắt đầu Phương lắc cái sâm cho cả nhà mình nha. Phương có bán cái nhang trầm hương nụ nha cả nhà. Đây, một cái hũ nhang trầm hương nụ này là một hũ như vậy là có 30 viên nụ trầm hương. Thì cô chú anh chị mình mua với giá là Phương bán với giá là 100.000 một hũ. Phí ship là Phương bao cho cả nhà mình luôn. 100.000 một hũ, phí ship Phương bao cả nhà luôn. Một hũ gì có 30 viên nụ trầm nha cả nhà. Cô chú anh chị mình có thể đốt ở bàn thờ của Quyền Thế Tổ Bà được, bàn thờ Phật được, bàn thờ ông Thần Tài Tú Địa được. Có thể mua xong nhà được, tẩy quế trừ tà cũng được nha cả nhà. Xua đuổi giận xui, cầu cái may mắn đến cho cả nhà mình nha. Ai có kinh doanh làm ăn buôn bán mà không có được tốt đó thì cô chú anh chị mua về đốt ngay tại bàn thờ ông Thần Tài Tú Địa. Được khấn nguyện các ông để các ông gia hộ cho cả cô chú anh chị mình mua may bán đắt nha. Lau rượu á thiếu rồi, bia không được, cúng là cũng rượu chứ không có cúng bia được luôn nữa. Bia là lại bây giờ mình tiết chế lại theo cái trào đại bây giờ thôi. Chứ hồi xưa tới giờ thì người ta cúng rượu mà rượu là tốt nhất nha. Lau là phải lau rượu. Thì một hũ về Phương bán với giá 100.000, cô chú anh chị mình có thể là công dụng của nó là đốt thơm bàn thờ nè, rồi là có thể xông nhà được, trừ tà tẩy quế được, xua đuổi cái giận khí xui xẻo đi, cầu cái may mắn đến với cô chú anh chị mình nha. Rồi cô chú anh chị mình nhà không thờ cúng gì đó, cô chú anh chị mình có thể mua về mình đốt để mình ngửi cũng vẫn được. Dạ được nha Trần Hai, mua một hũ em vẫn vẫn bán nha, vẫn ship được luôn nha. Có tháp để trầm luôn nha chị Hương Xuân. Đây là đây cái tháp để trầm nha cả nhà nha chị.
nha cả nhà. Phương bán 150.000 một lư như vậy nha, mình mua mình xài một cả đời nha cô chú anh chị. Mua mình xài cả đời nha, mua một lần là xài cả đời đó, có 150.000 thôi. Còn nhang thì 100.000 một hũ. Đó, đốt rất là thơm luôn, Phương đảm bảo với cả nhà mình là thơm. Cái mùi thơm không có gắt, không có phải gắt như ngoài chợ người ta bán đâu. Mùi thơm này rất là dịu nhẹ. Nó thơm lắm mà nó thơm dịu chứ không phải mà thơm mà cái kiểu như thơm mà nó gắt. Phương cũng từng qua ra chợ hồi đó, Phương cũng từng ra chợ mua về đốt rồi cả nhà. Mà không được. Nó cái mùi nó sao sao đâu á. Là may mắn biết đến cái chỗ này Phương mới mua là được nè, rồi mới chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình đó. Phương có xài rồi là cái mùi rất là thơm, Phương mới giới thiệu cho cô chú anh chị mình dùng. Đó, một lư gì là 150, còn một hộp là 100.000, phí ship Phương bao cho cả nhà mình luôn nha. Ngoài Phương bán hũ gì Phương cũng có bán ký nữa nha cả nhà. Ký Phương bán là 1.300.000, trong một ký đó là có 400 mấy chục viên nụ luôn nha cô chú anh chị, đốt lâu lắm. Đó, một ký là Phương bán 1.300.000 nha cả nhà. Một ký là được 400 mấy chục viên nụ. Cả nhà mình mà ban đêm mình ngủ, mình đốt chỗ mình ngủ cũng được, đốt cái để đó, cái nằm ngủ nó thoải mái lắm cả nhà. Nó nghe cái mùi nó dịu, nó thoải mái lắm. Hoặc là mình đi làm về mệt mỏi mình thắp một nụ giấc ban đêm hay là ban ngày vậy cũng cảm thấy cái nhà nó thơm tho, nó thoải mái lắm. Cái mùi nó thơm lắm. Rồi thì cô chú anh chị nào mình muốn có ủng hộ bên Phương đó thì cô chú anh chị mình liên hệ qua trực tiếp số điện thoại này nha cả nhà, 0971801124, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này giúp Phương nha cô chú anh chị, rồi cho Phương xin cái địa chỉ nha cả nhà để Phương gửi cho cả nhà mình nha, 0971801124. Rồi bây giờ Phương lắc cây sâm cho cả nhà mình nha. Ok, chị Hoa sen trắng được nha, đúng rồi, vẫn đốt trong phòng ngủ, mình ngủ mình vẫn đốt được mà, không cần thờ cúng gì mình đốt được nha, nhưng mình ngủ mình đốt vẫn được, mình ngửi cái mùi nó rất là ok luôn, mình đốt mình ngủ nó cái mùi nó thơm lắm. Ông ơi, con xin phép, con xin lộc xin tài của ông nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi, ông ban cho con xin tài lộc ngày mai là ngày mùng 10 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn, ngày âm lịch đó. Thì con cũng xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền cho con xin một cây sâm, một lọc sâm cài tài lộc ngày mai cho miền Nam. Miền Nam ngày mai là ngày thứ 5, có 3 đài, đài An Giang, đài Tây Ninh và đài Bình Thuận. Thì ông cũng soi xét cái sâm nào ông cho con đó, thì bây giờ con xin phép con lắc ống sâm này, sâm nào ông cho con, tài lộc nào ông cho con ngày mai miền Nam, đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đó, thì ông rút ra ban cho con nha ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ơi. Được, 7887 mai đi lại miền Nam được nha. Thank you.
Rồi cặp này cũng định mệnh nữa nè. Cặp này định mệnh nữa nè. Cặp này mới nãy có ai, có cô chú anh chị nào hỏi cặp này nè. Cặp này ngày mai cũng thuận đó cả nhà. Hàng 8 nha. Mà con đảo lại cũng đẹp, cũng đẹp luôn. Để Phương xem coi. Tâm sơn là chị, tâm sơn có tùy theo chỗ người ta cúng khô mực nữa, mà Phương thì Phương thường thường Phương cúng ba miếng thịt, ba con tôm với ba miếng hột vịt. Mà Phương thường ở đây Phương cúng là để ba trứng hột vịt luôn, ba miếng thịt, ba con tôm với ba trứng hột vịt. Còn mình mua một trứng mình trẻ rồi làm ba cũng được, là ta kêu tâm sơn đó chị. Không phải chị. Rồi bây giờ khỏi tò mò nữa, bây giờ Phương để lên cho cả nhà mình thấy rõ nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy rõ chưa? Rồi con 81 nha cả nhà. 81. Cặp này như nãy có ai hỏi rồi á. 81 lót 18. Nha cả nhà. Ừ, 81 ngày mai đẹp á. Con 81 này ngày mai đẹp á. Ba càng siêu chủ Phương ghép tặng cho cả nhà mình là càng 3. 381, 318. Đó là ba càng siêu chủ Phương ghép tặng cho cô chú anh chị mình đó. 381 và 318 nha cô chú anh chị. 381 và 318 đó là ba càng siêu chủ. Ông địa, ông thần tài, ông thần tiền ơi, ông cho con cây sâm 81 thì con nhận lộc ông ban rồi. Thì con cũng có chốt đảo lại con 18, 81 và 18 đó. Ngày mai miền Nam, đài An Giang, đài Tây Ninh và đài Bình Thuận. Ngày mai là ngày mùng 10 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn. Ông cho 81 con chốt đảo lại con 18. Ngày mai ông cũng độ cho về đầy đủ nha ông miền Nam. 18, 81 ông về độ về cho đầy đủ nha ông ơi. Miền Nam nha ông. 81 và 18 đó nha ông ơi. Ngày mai em cũng độ về đầy đủ nha ông ơi. Miền Nam đó ông ơi. Tuất ngày mai Nhâm Tuất hả? Nhâm Tuất ngày mai có lộc nhỏ rồi chị. Bính Thìn ngày mai kỵ nha chị Nemo Quỳnh ơi. Có đi lọc đi nhỏ rồi. Chào chị Lâm Thị Lan nha. Chào chị Phượng Kim. Chú Dậu mai có lọc nha chị. Số 10 hả? Số 10 đi Tây Ninh và An Giang đi chị. Ủa ngày mai đâu có Sóc Trăng đâu. Rồi bây giờ để Phương viết lọc cả chốt cho cả nhà mình nha.
Rồi Phương chốt lọc cái Phương xuống like cả nhà ơi. Đây nè, Phương cúng thanh long này mai nổ banh ta long luôn nè cả nhà. Mỗi lần Phương cúng thanh long là ông sẽ độ về nổ banh ta long luôn. Rồi Phương chúc tài chúc lộc cho cả nhà mình nha. Lộc ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ban cho cô chú anh chị trên kênh của Phương tham khảo. Ngày mai là ngày 18 tây tháng 4 2024 là 81 và 18, cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây dưới đây là ba càng và xỉu chủ nè, Phương viết tắt nha tại không đủ giấy. Ba càng xỉu chủ là Phương chốt cho cả nhà mình là 3 381 318. Đó là ba càng xỉu chủ Phương chốt cho cả nhà mình nha. 381 và 318 nha cả nhà. Ba càng lô nè, xỉu chủ nè. 381 và 318. Còn cô chú anh chị mình tham khảo lọc hai hai con thì 81 và 18 nha cả nhà. Rồi cô chú anh chị mình ngày mai ra đường gặp vé số kiến thiết 18 và 81 mình mua hình cầu may nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ Phương khấn nguyện với ông một lần nữa nha cả nhà. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ông ơi ban cho con xin ngày mai ngày mùng 10 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn đó, miền Nam đó, ông cho con là cây sâm 81, con chốt đảo là con 18, thì ông cũng độ cho ngày mai về đầy đủ miền Nam nha ông. Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đó ông ơi, ông địa, ông thần tài, ông thần tiền ơi. Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận ngày mai cũng độ cho về gực gỡ nhau, 81 và 18 nhau, về đầy đủ nhau. Rồi chốt cho cả nhà mình tham khảo 81 và 18, ba càng xíu chủ là 381 và 318. Rồi bây giờ Phương cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi hết buổi like của Phương. Nếu cô chú anh chị mình quý mến Phương thì cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chúc cho cả nhà mình ngày mai xăm ngửa. Xăm ngửa. Chúc cho cô chú anh chị mình ngày mai tài lộc nổ gực gỡ, nổ tưng bừng luôn nha cả nhà. Cho cả nhà mình được vui vẻ nha, có tài có lộc. Rồi cô chú anh chị nào có ủng hộ nhang trầm hương bên Phương cũng như là cái lư sông trầm đó. Cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp qua số điện thoại này. 0971 801 124. Rồi Phương sẽ xin cái địa chỉ rồi Phương sẽ gửi nhang và gửi lư cho cả nhà mình nha. Thì một hũ là 30 nụ là 100.000, phí ship Phương bao. Một cái lư vậy là 150.000, phí ship Phương cũng bao luôn. Phương cũng có bán ký nữa nha cả nhà, một ký là 400 mấy chục viên nụ là phí giá 1.300.000. Cô chú anh chị mình có mua thì Phương gửi cho nghe cả nhà, ủng hộ Phương nha cô chú anh chị. Rồi Phương chào cả nhà mình nha. Phương hẹn cô chú anh chị mình trưa ngày mai Phương like xin cho miền Trung miền Bắc nha cả nhà. Rồi Phương chào cả nhà mình. Chị nhận nhang lư rồi, thơm lắm. Ok chị Nhung Nguyễn, cảm ơn chị rất là nhiều nha, đã ủng hộ hàng bên em nha chị. Rồi thì sao ta tính nói gì quên. Cảm ơn anh Trung Lâm rất là nhiều nha. Rồi chào cả nhà mình nha, hẹn của chú anh chị mình vào ngày mai nha, trưa ngày mai. Quên nữa, cái cặp 7887 đó, ngày mai của chú anh chị mình đi lại nha cả nhà, đừng có bỏ cái cặp đó nha, 7887 á. Rồi Phương chào cả nhà mình nha.